bị coi thường từ chính ca sĩ số 1 trung tâm Thúy Nga Paris, bà Marito bất bình phải lên tiếng. Sau khi công bố đóng cửa đại nhạc hội Paris by Night sau số 140, bà Marito đã hé lộ hướng đi mới của trung tâm bằng cách giảm quy mô, tổ chức những show thu hình nhỏ tại các sòng bài casino, nơi họ sẽ không phải thuê rạp, tiết kiệm được chi phí. Tưởng chừng mọi thứ sẽ thuận lợi cho một khởi đầu mới. Tuy nhiên, vừa đăng tấm poster quảng bá mini show, bà Marito đã gặp phải rắc rối ngay từ chính những người được cho là thân thiết, gắn bó lâu năm. Nguyên nhân sự việc bắt nguồn từ những mâu thuẫn đã âm ỉ trong nhiều năm nay, xuất phát bởi chính ca sĩ ngôi sao số 1 của trung tâm với bà Marito. Tranh cãi xuất hiện sau khi trung tâm Thúy Nga giới thiệu mini show mang tên Bolero và Em sẽ diễn ra vào cuối tháng 8, có sự góp mặt của ca sĩ Như Quỳnh và một diễn đàn người hâm mộ lâu năm có tên Hội Những Người Yêu Thích Trung Tâm Thúy Nga đã đưa ra yêu cầu, tha thiết mong muốn bà Marito sẽ để Như Quỳnh hát những ca khúc Bolero xưa, những bài nhạc trước 75, thay vì để cô trình bày những ca khúc mới sáng tác như trong vài năm gần đây. Điều đáng nói, tại cuộc thảo luận của diễn đàn người hâm mộ này, có không ít bình luận giễu cợt coi thường, tỏ thái độ không đồng tình, thậm chí là chỉ trích với cách chọn bài của bà Marito cho Như Quỳnh. Và điều đó đã chạm tới lòng tự ái của bà chủ Thúy Nga. Trên trang cá nhân của mình, bà Marito bất bình lên tiếng, đừng tự gọi mình là hội người hâm mộ khi các bạn vượt quá giới hạn. Chỉ vài giờ sau, diễn đàn Hội Những Người Yêu Thích Trung Tâm Thúy Nga đã phải lên tiếng xin lỗi bà chủ Marito, và cả hai phía đều đã xóa đi những dòng trạng thái căng thẳng, nhưng vẫn để lại làn sóng tranh cãi dữ dội. Có ý kiến phản bác bà Marito rằng, việc khán giả yêu cầu bài hát là hoàn toàn bình thường, thể hiện sự quan tâm, yêu mến và mong muốn chính đáng của họ. Nếu bà Marito không đồng tình, thì im lặng cũng là một cách trả lời, chứ không ai đi đáp trả lại. Những người yêu mến trung tâm và muốn đóng góp ý kiến về lựa chọn bài hát, khán giả dù chưa có điều kiện bỏ tiền mua CD hay mua vé xem show, nhưng nếu yêu cầu được đáp ứng họ cũng đóng góp lượt xem, đó cũng là ủng hộ. Về đề nghị cho Như Quỳnh hát Bolero cũ cũng là chuyện thường tình, dòng nhạc này đã giúp Thanh Tuyền, Hoàng Oanh và Giao Linh tiếp tục sự nghiệp vững vàng sau 75. Như Quỳnh cũng sẽ đi vào huyền thoại cùng với những tên tuổi đó nếu như được hát dòng nhạc này trên sân khấu, chứ không phải những bài hát sáng tác chỉ để hát nghe một lần. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, tại trung tâm Thúy Nga, chính Như Quỳnh là người muốn thử sức ở những bài nhạc mới. Bà Marito không phải là người cầm tay chỉ việc, yêu cầu ca sĩ phải hát bài này bài kia. Nhất là vị thế của Như Quỳnh tại trung tâm là ca sĩ hàng đầu, tên tuổi lớn ở cả hải ngoại và Việt Nam. Bà Marito cũng đã chia sẻ với khán giả trên livestream, tôi luôn hỏi người ca sĩ đó muốn hát dòng nhạc gì, muốn hát đơn ca hoặc có vũ công, ngay cả người ca sĩ đó muốn thay đổi hình tượng khỏi dòng nhạc cố định tôi cũng đáp ứng yêu cầu này. Vậy nên một bài hát mà xuất hiện trên Paris by Night của bất kỳ ca sĩ nào, không chỉ đơn giản là nhà sản xuất đưa ra rồi người ca sĩ đó phải hát mà không có tiếng nói. Trung tâm Thúy Nga và ca sĩ sẽ hợp tác để đưa đến khán giả những sản phẩm chỉn chu nhất có thể, không chỉ làm hài lòng người hâm mộ mà còn làm hài lòng chính người ca sĩ đó. Như Quỳnh vài năm nay đã mở nơi hoạt động riêng và thể hiện hàng loạt các bản Bolero bất hủ trước 75 để phục vụ cho đối tượng khán giả yêu mến dòng nhạc cũ. Thì trên sân khấu Paris by Night, chính Như Quỳnh và Marito có lẽ muốn khai thác một khía cạnh khác của Như Quỳnh nhằm tránh sự nhàm chán, cũng là để thỏa mãn sự yêu thích của ca sĩ với dòng nhạc trẻ và những màn ca múa. Vì chính Như Quỳnh cũng bày tỏ sự phấn khích mỗi khi được hợp tác với biên đạo và các vũ công chuyên nghiệp. Xuyên suốt quá trình hợp tác, nhờ sự thử nghiệm của bà Marito và Như Quỳnh qua những ca khúc mới mà khán giả có khi không nghĩ đến, mà người hâm mộ vẫn có thể tự hào cho đến tận bây giờ. Những ca khúc như Nửa Vầng Trăng, Chị Đi Tìm Em, Lời Ru Của Mẹ, Tơ Tằm, Duyên Phận. Vậy nên trước một bài hát mà cá nhân mình không thích, mình nghĩ khoan hãy chê trách nhà sản xuất, ca sĩ hoặc ekip trung tâm với một thái độ kém văn minh, vì sau đó còn nhiều câu chuyện mà mình có thể chưa biết. Chính vì vậy, việc bà Marito bất bình khi bị khán giả giễu cợt vì chọn ca khúc mới cho Như Quỳnh là điều dễ hiểu. Tên tuổi của Như Quỳnh phủ sóng rộng tới mức, cho tới bây giờ, nhiều người vẫn so sánh phiên bản Như Quỳnh tại Asia và Thúy Nga. Họ tranh luận xem Như Quỳnh ở trung tâm nào hay hơn. Mỗi mùa Giáng sinh tới, giai điệu ca khúc Người Tình Mùa Đông, giọng ca của Như Quỳnh lại vang lên ở khắp mọi nơi có người Việt sinh sống. Không quá lời khi nói rằng, đây là một bản nhạc huyền thoại của Như Quỳnh, thời còn ở trung tâm Asia. Khác với nhiều ca sĩ bắt đầu sự nghiệp ở hải ngoại, tên tuổi ca sĩ Như Quỳnh được biết đến lần đầu ở Việt Nam khi năm 1991 cô tham dự cuộc thi tiếng hát truyền hình được tổ chức lần đầu tiên tại Sài Gòn vào năm 1991 và đã đoạt được giải đặc biệt với số điểm tuyệt đối.
mà đến nay chưa có thí sinh nào đạt được. Năm 93, cùng gia đình định cư tại Hoa Kỳ theo diện HO, không lâu sau đó, cô gửi băng tiếng hát của mình đến trung tâm Asia, nhạc sĩ Trúc Hồ và giám đốc Asia là Thi Vân, mời đến thu thử rồi mời hợp tác ngay lập tức. Chỉ một năm sau, Như Quỳnh được chính thức xuất hiện trên chương trình Asia 6, chủ đề Giáng sinh với ca khúc Người tình mùa đông, và Asia 7 chủ đề tác giả tác phẩm với ca khúc Chuyện hoa sim. Đó là hai chương trình được trung tâm Asia thực hiện đồng thời, và nhạc sĩ Trúc Hồ chọn cho cô hai ca khúc cùng của nhạc sĩ Anh Bằng. Hai bài hát này đã trở thành một định mệnh, một sự thành công rực rỡ và là màn ra mắt không thể ấn tượng hơn của cô ca sĩ xinh đẹp. Người tình mùa đông thì được mở ở khắp các quán bar, vũ trường suốt mấy tháng trời. Chuyện hoa sim thì đã đóng dấu tên tuổi của Như Quỳnh trong dòng nhạc vàng, mà cô được xem là một trong những tên tuổi lớn nhất của thế hệ sau năm 75. Chính Trúc Hồ là người góp công lớn cho sự thành công của Như Quỳnh trong những năm tháng đầu tiên của sự nghiệp âm nhạc tại hải ngoại. Trúc Hồ là người đã chọn bài và hòa âm cho tất cả các ca khúc mà Như Quỳnh hát ở Asia trong giai đoạn đầu, được trung tâm Asia lăng xê và rất thành công. Nhưng Như Quỳnh chỉ hợp tác trong hơn 2 năm, từ cuốn Asia số 6 năm 94 đến Asia số 12 năm 96. Cuối năm 96, Như Quỳnh bất ngờ chuyển sang hợp tác với bà Marito và trung tâm Thúy Nga, bắt đầu là từ chương trình Paris by Night 38. Khi được hỏi về việc này, nhạc sĩ Trúc Hồ nói rằng thời điểm đó, anh đã xem đây là một sự phản bội nặng nề, bởi vì Trúc Hồ đã luôn coi Như Quỳnh như là một người em gái thân thiết, như một người tri kỷ, cố gắng giúp đỡ hết sức mình. Sau sự ra đi của nữ ca sĩ, Trúc Hồ đã lâm vào một tâm trạng mệt mỏi và lúc nào cũng thấy nặng nề. Suốt hơn 10 năm họ không nói chuyện với nhau. Khi Như Quỳnh quay trở lại cộng tác với Asia năm 2007, dù làm việc chung nhưng Trúc Hồ vẫn không nói chuyện. Thời điểm này, còn xuất hiện tin đồn Như Quỳnh đánh vỡ đầu Trúc Hồ trên các mặt báo. Nhưng theo trung tâm Asia, đây chỉ là trò chơi xấu, tung tin đồn nhảm từ một bầu show hải ngoại. Giới nghệ sĩ không ai tin vì họ biết Trúc Hồ là một người lành tính. Sau một thời gian Như Quỳnh làm việc cho Asia, khi đã dần dần thân thiết trở lại, nói chuyện cười mở với nhau hơn, Trúc Hồ mới thấy lòng trở nên nhẹ nhàng và nhận ra rằng ai cũng có một sự lựa chọn cho riêng mình. Được hỏi về lý do vì sao Như Quỳnh lại đối xử với mình như vậy, Trúc Hồ cho biết, dù Như Quỳnh đã giải thích rõ, nhưng anh không thể nói ra, chỉ xin giữ lại cho riêng hai người biết. Như Quỳnh cũng chỉ về Asia vỏn vẹn 2 năm, rồi lại tiếp tục cộng tác với Thúy Nga cho đến ngày nay. Vì sự quay lưng của Như Quỳnh mà Trúc Hồ sáng tác hai bài hát nổi tiếng Em Đã Quên Một Dòng Sông và Mãi Yêu Người Thôi. Video đến đây là hết. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Chúng tôi sẽ gửi tới những video thú vị hơn trong lần trở lại sắp tới.